Hello everybody, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại Horror Nightmare Gameplay mình trong stream hai thứ hôm nay. Hãy bắt đầu với mình với tựa game đầu tiên trong video này nào. Slenderina the Shallow. Để cho khoai ba cuốn sách bên sang bên này của tòa nhà này còn hãy sang phía bên kia nào. Nothing here. Có được 6 cuốn sách ở đây rồi ạ. Vậy thì những cái phần tiếp theo thì những cuốn sách tiếp theo We need to my missing books.
nothing. Cho đi cần đi tìm cuốn sách cuối cùng các bạn nhé, đủ thẳng cuốn sách để có thể cho tác ở đây. Là mình dẫn các bạn về cánh cửa để exit toàn. Yeah, find a book. I run to the SC door. Thì theo Forest Master
lovely pictures. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Đồng hồ đuối thì cánh cửa này cũng sẽ được mở ra rồi. Vừa nữa đủ 6 phẩm trên 6 chiếc cột đấy các bạn. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. That's right. Okay, that's all of them. Tunneling machine. Ông máy khúc cả thằng nhà này đang hoạt động trở lại các bạn. Thank you.
This will definitely come in handy. Faccio room escape poi già. New game chapter 2, the basement. Giúp chúng ta phá hủy ngôi nhà cho lần này các bạn nhé.
Nếu thật xong 2 khẩu bom là những nơi trọng trọng yếu tại nhà thì chúng ta ở đây bạn ạ. Đừng cân hầm, thực sự an toàn để chúng ta thử thách của bộ đội này. Ok. Xong phần 2 của tế bài nhé. Bây giờ mình sẽ dành thời gian chuyển sang tình tiếp theo này. Đây nào bạn. Elena, are you here? Ok, như vậy thì thành công khá là dài cái điều này các bạn. Về đi bạn. Thank you.
Khan. Rest in peace. Crazy Randy Craft. Tiếp theo luôn. Scary tí cho vào đây.
Misty. Jab, uppercut. Time out. Let me eat something. Now you can time out. This will always be my favorite show. Free. Đêm 6 nhưng một nữa là có thể là 18 vậy nhé. Và cái chơi đơn giản như thế thôi.
and finish. Okay. Okay, và thân ơn video này đây qua tôi cũng mừng với các bạn. Cảm ơn mọi người và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you.